con của Siro ngày hôm nay. Em cái gì tím rất xinh. Hôm nay quay cái video cún con của Siro để mai chúng nó ngày kia chủ nhật chúng nó sẽ về, mấy con về với chủ rồi. Lần lượt ngắm hôm nay cũng nhìn to lắm rồi. Tầm này chúng nó lớn như thổi ấy, to lắm. Lớn nhanh. Đây. Nào, ngắm từng con một nào. Được dây nâu này, nâu đậm này. Được dây nâu đậm vào thành phố Hồ Chí Minh này. Ok. Nào. Được dây xanh này, về Long Biên. Rồi. Ra đây nào, mấy đứa ra đây nào. Được dây đen này, về Hải Phòng. Toàn đứa rất là xinh, đang đòi ăn đấy. Nào. Cái tím này. Hey. Hey, hey. Cái đỏ này. Ê, xinh chưa? Quá xinh luôn ấy. Cái xanh này. Cái xanh thì to con. Cái hồng đang mải chơi ba con dành nhau cái món đồ chơi. Cái đỏ này, cái xanh này, đứa nào cũng rất là xinh. Hôm nay tắm rửa cho chúng nó thơm tho rồi. Ngày chủ nhật thì chủ sẽ đón cún. Cái hồng này, con nào cũng rất là xinh đấy. Đang mải chơi và đang nhảy đuổi ra nhưng mà không cho ra để quay cho nó đoạn đấy. Nó đi đâu đây? Đây là không cho ra đấy, cho ra là nó phi được ra luôn. Chuồng đơn giản với chúng nó quá. Cái đỏ. Đàn này chúng nó rất là giống nhau. Vẫn còn mấy em là chưa chốt chủ đâu. Cái còn. Đực thì còn con dây nâu nhạt. Đây. Đó đây này. Đấy. Dây nâu nhạt. Là một con đực to đấy. Đây. Đó đây. Sao đứng vào cái chỗ đấy tối quá em ơi. Đực xanh này, đực dây nâu nhạt này, đẹp dài đấy. Cái tím này, cái tím này cũng đang tìm chủ này. Đực dây nâu nhạt này, cái này rất đẹp dài luôn đấy. Em đực nâu nhạt này là em đực ở mức tốt. Đó. Tầm này thì chúng nó vẫn là ở cái diện lông tơ thôi. Nên là nhìn lông của chúng nó chưa có độ bóng. Khoảng 1 tháng nữa. Bây giờ con chó nó hơn 2 tháng. Khoảng 1 tháng nữa khi mà cái lớp lông đệm sơ sinh này nó rụng đi và nó thay bằng cái lớp lông cứng thì lúc đấy sẽ nhìn thấy chúng nó sẽ bóng mướt luôn. Bây giờ còn chưa đâu. Bây giờ vẫn còn đang là lông sơ sinh thôi. Ê, cái đỏ này, cái xanh này. Ê, nhìn đây nào. Để anh cầm ít đồ ăn nhá, cho tập trung vào chuyên môn. Đây, như thế này để cho mọi người ngắm cún này. Cho chúng nó ăn tí. Rồi. Nó có tí đồ ăn là nó cho nó tập trung vào đây. Nó đỡ đuổi. Tập trung vào ăn chứ không tập trung vào chơi. À. Lần lượt. Mọi người sẽ thấy chúng nó rất là từ tốn, từ bé. Dù cho nó đói thế nào đi chăng nữa, chủ cầm đồ ăn là không có cái chuyện gọi là đây. Cái hồng này, hồng nhạt. Rồi, đực nâu.
được nâu vào, nâu đậm vào thành phố Hồ Chí Minh này, được đen về Hải Phòng này. Rơi à, làm rơi à. Rồi tại vì nó nhìn thấy cái đống hạt này để bên dưới, chờ một tí để cho đống hạt nó lên trên cao. Để hạt lên cái bát này cho chúng ta nhìn ngang. Vừa đến lượt thứ nào rồi nhỉ? Đến thằng đen rồi đúng không? Bây giờ đến thằng xanh. Rồi, xanh về Long Biên. Rồi, con tím. Tím còn đang tìm chủ. Rồi, con đỏ. Đỏ có chủ rồi. Rồi, con nâu nhạt đực rất đẹp dài, đang tìm chủ. Cái xanh rất xinh gái. Cái xanh và cái hồng là hai con rất xinh. Con hồng này là sẽ vào Đồng Nai, cũng đi cùng chuyến với lại con nâu này. Hai con cạnh nhau là sẽ bay cùng chuyến. Đen này ơi, rơi à. Cái nâu tìm chủ này, cái đỏ có chủ này, đực nâu tìm chủ này, đực nâu đẹp tuyệt vời luôn đấy. Cái xanh tìm chủ, đực xanh Long Biên. Rồi mấy đứa xích ra đây nào. Đồ ăn anh để ở đấy, nhưng mà anh phát đồ ăn ở đầu đằng này cơ. Cái hồng ok. Bây giờ mới chốt cái hồng là sẽ vào cùng với này đực nâu này. Cái hồng là một con tính cách là cực kỳ tốt, con cái hồng và con cái xanh này. Thì con cái hồng là cái con mà nó rất là nhanh nhẹn, con chó nó rất nhanh. Rồi, đứa nào đây? Cái tím. Cái đàn này thì con chó cái màu mắt của nó là tuyệt vời luôn. Con nào con đấy là mắt nó đen nhánh này. Nhìn là sẽ gần như là không phát hiện ra là cái màu khác, vì mắt nó sẫm màu. Cái này là cái mà cũng chưa có nhiều người để ý lắm, nhưng mà nó là một cái rất quan trọng với các cái giống chó to, vì nó liên quan đến cả cái tính cách của con chó. Con chó nó những cái con mà mắt nó sẫm màu là những cái con tính cách nó sẽ điềm đạm hơn. Đó. À này thì có thể nói là một cái đàn chó tuyệt vời luôn. Chất lượng tuyệt vời. Giống nhau, rất là giống nhau. Nhìn ở trên video nó không lột tả được cái đẹp của con chó đâu. Nhìn thực tế là con chó nó sẽ đẹp hơn ở trên video, chắc chắn. Nhưng còn có mấy hạt thôi. Còn mấy hạt thì bây giờ tính nào nhỉ? Chia nào? Thì mấy đứa? Đó. Mọi người mà đang còn tìm cún thì ngắm ở mấy con còn lại nha. Video sau này sẽ thiếu hụt mất mấy đứa rồi. Video này thì mới thiếu một đứa thôi. Con hồng. Video này là thiếu mất con dây hồng nhỏ. Dây hồng nhỏ nó về với chủ trước rồi. Chủ nó đón về Hải Dương từ tuần trước. Đón mấy ngày rồi. Gọi là ăn cho vui mồm, chứ cái miếng nó bé con mà. Mọi người thấy không? Không một tiếng đòi luôn. Nô với nhau thì ầm ĩ lên, nhưng mà chủ phát đồ ăn thì không một tiếng kêu đòi. Chúng nó rất là hiểu chuyện. Đó.
Này thơm thò lắm rồi. Ok thôi mấy đứa chơi với nhau đi. Hết đồ ăn rồi. Cuộc chơi lại bắt đầu. Bắt đầu giờ chơi. Ok. Có món đồ chơi mới vào là tranh nhau. À. Chưa đến giờ ăn. Bây giờ là chỉ chơi thôi. Hi. Hi. Quá đẹp dài luôn nhỉ. Đực đen này, đực nâu đậm này, cái tím này, cái xanh này. Sợ. Mai em vào ngày kia em vào thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Quá xinh luôn. Mọi người thấy đàn cún này như thế nào? Có đạt được cái mong muốn mà mọi người muốn có ở một con cún không? Đàn này thì chắc chắn một điều là cái tính cách của chúng nó sẽ cực kỳ tốt. Về cái tính cách, nó sẽ là cái đàn chó nó thuần chủ tuyệt đối và rất thông minh. Con nào cũng sẽ là cái con chó thông minh hết. Cái biểu hiện của chúng nó từ bé nó đã là những con chó rất là hiểu ý rồi. Cái hồng à, rất xinh và rất nhanh. Cái xanh cũng thế. Con hồng, con cái, con dây hồng kia là nó nhanh hơn. Nhanh hơn. Cái đỏ. Đấy, toàn đầu gấu đấy. Ok, cho mọi người ngắm cún một chút. Khi mà nó còn đang thì đàn nó còn đang đông chó. Đến chủ nhật thì sẽ sau chủ nhật là sẽ bớt đi mất 4 con rồi. Là sẽ chỉ còn 4 con thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Ra chào khán giả nào. Lừa chúng nó. Cầm cái bát áp. Cầm cái bát không, lừa chúng nó. Nào. Không lừa được thằng đỏ, thằng đực đen và con cái hồng đang mãi chơi. Úi sợ, gặm giấy ăn hả? Thế thì anh lại phải tịch thu rồi. Phải tịch thu cái món đồ chơi này rồi. Chơi món khác thôi. Món này nó gặm giấy ăn không được. Vào bụng không tiêu được. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhá. See you again. Đấy, thơm đấy, sợ. Yêu chủ, sợ. Thơm đấy. Con quýt chưa? Ok, anh yêu hết. Đứa nào cũng yêu luôn. Ok, liếm thôi, không tuyệt đối không được gặm nhá. Giàn đệ luôn. Già là con nào cũng rúc vào bụng. Nè. Toàn trai xinh gái đẹp thôi. Nhỉ. Toàn trai xinh gái đẹp thôi. Hồng này có vẻ không muốn đi này, nếu mà Hồng không muốn đi thì anh lại cho con xanh đi nha. Nha. Thế này cho con xanh đi thay, hai con nó tương đương nhau. Hai con là chất lượng của con cái là con hồng và con xanh là hai con nó tương đương nhau. Đực nâu rồi đẹp dài tuyệt vời luôn. Cái tím và cái đỏ. Cái tím là nhìn mặt nó khôn. Rất khôn luôn. Đấy. Đấy, nhìn con chó này, nhìn cái mặt nó có hồn. Cái tím này rất khôn luôn. Đỏ thì cũng tình cảm lắm. Tím này. Ok. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá.